Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 9 phẩm song yếu. Ai mặc áo cà sa? Tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Áo cà sa trong truyền thống Phật giáo không chỉ là một bộ trang phục đơn thuần mà còn mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Đó là biểu tượng cho sự từ bỏ thế gian, sự thanh tịnh trong tâm hồn và cam kết với con đường giác ngộ. Chiếc áo này nhắc nhở người mặc rằng họ không còn là một người bình thường, không còn bị cuốn vào những ràng buộc của cuộc sống thế tục, mà phải hướng về một mục tiêu cao cả hơn, đó là giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên, như bài kệ đã nhấn mạnh, không phải ai mặc áo cà sa cũng đều xứng đáng. Nếu tâm còn uế trược, nếu lòng còn đầy tham, sân, si, thì việc khoác lên mình bộ áo của một tu sĩ chỉ là vỏ bọc bên ngoài, không mang lại sự thanh tịnh hay giác ngộ thật sự. Trong nhiều thế kỷ, áo cà sa đã trở thành biểu tượng của sự thanh tịnh và sự từ bỏ vật chất. Nó nhắc nhở người tu hành rằng, khi mặc lên chiếc áo này, họ phải gạt bỏ tất cả những luyến ái và tham vọng của thế gian để hướng tới một đời sống tâm linh trong sạch. Nhưng điều này không hề dễ dàng. Bên dưới lớp vải thiêng liêng đó, nếu tâm trí vẫn còn bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực và lòng ham muốn, thì áo cà sa chỉ còn là một biểu tượng rỗng. Chiếc áo không thể thay đổi bản chất con người nếu người mặc không thực sự tự thay đổi từ bên trong. Câu kệ, ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa, mang ý nghĩa rất sâu sắc. Nó là lời nhắc nhở rằng, sự tu hành không phải chỉ là về hình thức bên ngoài mà còn về sự tu tập và thanh lọc từ trong tâm. Một tu sĩ Phật giáo không chỉ đơn thuần mặc áo cà sa, không chỉ thực hiện những nghi thức tu hành hàng ngày mà còn phải rèn luyện bản thân, kiểm soát và thanh lọc tâm trí khỏi những ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Tâm uế trược được đề cập trong bài kệ ám chỉ những thói xấu, những suy nghĩ và cảm xúc không trong sạch như tham lam, hận thù, ganh tị, và vô minh. Đây là những rào cản lớn nhất trên con đường giác ngộ. Nếu một tu sĩ không thể từ bỏ những cảm xúc này, họ sẽ không thể đạt được sự thanh tịnh và an lạc nội tâm mà Phật giáo hướng tới. Thực hành Phật giáo không chỉ là việc thực hiện các nghi thức hay lời cầu nguyện, mà còn là việc rèn luyện tâm trí, loại bỏ những tâm tính xấu để đạt đến một trạng thái thanh tịnh hoàn toàn. Trong truyền thống Phật giáo, áo cà sa được coi là biểu tượng cho sự cắt đứt mọi ràng buộc với thế gian, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nó là dấu hiệu của sự từ bỏ và cam kết với cuộc sống tu hành. Tuy nhiên, nếu chỉ mặc chiếc áo mà không thực sự tu tập, không thực sự thanh lọc tâm trí, thì người mặc cũng không khác gì những người bình thường. Thậm chí, theo quan điểm Phật giáo, điều này còn tệ hại hơn, vì nó là sự dối gạt bản thân và người khác. Để xứng đáng với chiếc áo cà sa, người tu sĩ phải bắt đầu bằng việc từ bỏ những tâm tính xấu. Điều này không chỉ đơn giản là từ bỏ những hành động xấu, mà còn là việc loại bỏ hoàn toàn những suy nghĩ và ý nghĩ không trong sạch. Ví dụ, lòng tham, sự ganh ghét, sự giận dữ, những cảm xúc này là những trở ngại lớn trên con đường tu hành. Chỉ khi tâm trí được thanh lọc, người tu sĩ mới có thể thực sự đạt được sự giác ngộ. Tự chế ngự bản thân là một khía cạnh vô cùng quan trọng trong quá trình tu hành. Người tu sĩ phải biết kiểm soát và chế ngự những ham muốn và cảm xúc của mình. Điều này đòi hỏi một sự tinh tấn và kiên nhẫn rất lớn. Đức Phật đã dạy rằng, để đạt được giác ngộ, con người phải biết kiềm chế bản thân, không để bị cuốn vào những cám dỗ của thế gian. Nếu một tu sĩ không thể tự chế ngự, không thể kiểm soát được bản thân, thì họ sẽ không bao giờ có thể đạt đến sự thanh tịnh và giác ngộ thật sự. Trong xã hội ngày nay, khi những cám dỗ và áp lực của cuộc sống ngày càng tăng, việc tu tập và giữ gìn sự thanh tịnh tâm hồn càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, đây cũng là lúc những giá trị cốt lõi của Phật giáo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự tự chế ngự, lòng từ bi và trí tuệ là những phẩm chất mà một tu sĩ Phật giáo cần phải rèn luyện không chỉ để tự cứu mình mà còn để giúp đỡ và hướng dẫn người khác. Việc mặc áo cà sa không chỉ là sự nhắc nhở về trách nhiệm cá nhân của mỗi tu sĩ, mà còn là cam kết với xã hội,
với cộng đồng rằng họ sẽ sống một cuộc đời thanh tịnh, từ bi và trí tuệ. Nếu một người mặc áo cà sa mà không thực sự tu tập, không từ bỏ được những thói xấu, thì điều đó chỉ mang lại sự lừa dối cho bản thân và cho người khác. Người tu sĩ, với tư cách là người dẫn dắt và truyền bá giáo lý Phật giáo, phải luôn giữ mình trong sạch, không để bị cuốn vào những cám dỗ của thế gian. Điều này đòi hỏi sự tinh tấn và lòng kiên nhẫn rất lớn. Nhưng nếu họ không làm được điều này, nếu họ không thể từ bỏ những thói xấu của bản thân, thì họ sẽ không bao giờ có thể đạt được sự giác ngộ và không bao giờ xứng đáng với chiếc áo cà sa mà họ đang mặc. Chiếc áo cà sa, với tất cả ý nghĩa và biểu tượng của nó, không chỉ đơn thuần là một bộ trang phục tôn giáo. Nó là lời nhắc nhở về sự cam kết, về trách nhiệm và về con đường mà người tu sĩ đã chọn. Nó là biểu tượng của sự từ bỏ thế gian, nhưng quan trọng hơn, nó là biểu tượng của sự thanh tịnh và sự giác ngộ. Người mặc áo cà sa phải luôn nhớ rằng, để xứng đáng với chiếc áo đó, họ phải không ngừng rèn luyện bản thân, loại bỏ những thói xấu và luôn hướng về sự thanh tịnh trong tâm hồn. Việc tu hành không phải là một hành trình dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự tinh tấn và lòng quyết tâm rất lớn. Người tu sĩ phải vượt qua nhiều trở ngại, nhiều cám dỗ và nhiều thử thách. Nhưng nếu họ không làm được điều đó, nếu họ không thực sự tu tập và rèn luyện bản thân, thì việc mặc áo cà sa chỉ còn là hình thức, không mang lại sự thanh tịnh và giác ngộ thật sự. Câu kệ, ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, nhắc nhở rằng, tu hành không phải chỉ là về hình thức bên ngoài, mà là về sự rèn luyện và thanh lọc từ bên trong. Trong giáo lý Phật giáo, áo cà sa không chỉ là y phục của một tu sĩ mà còn là biểu tượng của sự tu hành và tinh tấn. Đối với một tu sĩ Phật giáo, việc khoác lên mình chiếc áo cà sa không đơn thuần là một hành động mang tính hình thức mà còn là lời cam kết về sự thanh tịnh và từ bỏ mọi tâm tánh xấu. Bài kệ, ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa, là lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc tu hành chân thật và sự cần thiết của việc thanh lọc tâm trí. Tâm uế trược, hay những tâm tính xấu, là những trở ngại lớn nhất trên con đường tu tập. Đó là những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực và sự dính mắc vào tham lam, sân hận, si mê. Những điều này không chỉ làm ô nhiễm tâm hồn mà còn khiến người tu sĩ đi sai đường, xa rời sự thanh tịnh mà Phật Pháp hướng đến. Nếu một tu sĩ không biết tự chế ngự bản thân, không loại bỏ những thói xấu và không hành động đúng theo giáo lý của Đức Phật, thì họ không thể xứng đáng với chiếc áo cà sa mà họ đang khoác lên người. Tâm uế trược có thể hiểu là những cảm xúc như tham lam, sân hận và vô minh. Đây là những yếu tố gây ra sự khổ đau cho con người và cũng chính là những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng sinh cần phải loại bỏ nếu muốn đạt đến giải thoát. Một tu sĩ Phật giáo, người đã quyết định từ bỏ cuộc sống thế tục để tìm đến con đường giác ngộ, cần phải nhận thức rõ rằng họ không thể chỉ dừng lại ở việc mặc áo cà sa mà phải thật sự từ bỏ những điều này từ trong tâm trí. Tham lam là một trong những tâm tính xấu đầu tiên mà người tu sĩ cần phải vượt qua. Tham lam không chỉ dừng lại ở lòng ham muốn vật chất mà còn là sự khao khát quyền lực, danh vọng, và thậm chí là những khát khao tinh thần không lành mạnh. Một tu sĩ không thể đạt được sự giải thoát nếu họ vẫn còn bám víu vào những mong cầu của thế gian. Việc giữ lòng tham trong tâm, dù là nhỏ nhất, cũng là điều cản trở sự tiến bộ trong tu hành. Sân hận là một loại cảm xúc tiêu cực khác mà người tu sĩ cần phải loại bỏ. Sự tức giận, căm thù và ganh ghét chỉ mang lại sự rối loạn và mất cân bằng trong tâm trí. Khi sân hận chiếm lĩnh tâm hồn, người tu sĩ sẽ không thể tĩnh tâm để thực hiện các pháp tu hành, và cũng sẽ không thể từ bi đối xử với chúng sinh như lời Phật dạy. Sự sân hận không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn khiến người tu sĩ gây ra tổn thương cho những người xung quanh. Do đó, việc kiểm soát và loại bỏ sân hận là điều vô cùng quan trọng trong quá trình tu hành. Vô minh, hay sự thiếu hiểu biết, là gốc rễ của mọi đau khổ. Một tu sĩ Phật giáo cần phải không ngừng học hỏi và thực hành để phát triển trí tuệ, nhằm hiểu rõ bản chất của cuộc sống và con đường dẫn đến giác ngộ. Nếu một tu sĩ không có sự hiểu biết, họ sẽ dễ bị lạc lối trong những ý niệm sai lầm, và từ đó, họ sẽ không thể thực hiện đúng con đường tu hành của mình. Vô minh là một trong ba yếu tố chính của tam độc tham, sân, si, và nếu không loại bỏ được vô minh, mọi cố gắng trong việc tu hành sẽ trở nên vô nghĩa. Để loại bỏ những tâm uế trược này, tu sĩ Phật giáo cần thực hành theo những phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Trước hết,
họ cần tuân thủ giới luật một cách nghiêm ngặt. Giới luật không chỉ là những quy tắc đạo đức mà còn là công cụ giúp bảo vệ tâm trí khỏi những cám dỗ của thế gian. Việc giữ giới giúp người tu sĩ giữ tâm thanh tịnh, không bị lôi cuốn vào những ham muốn và cảm xúc tiêu cực. Ngoài ra, thiền định là phương pháp quan trọng để giúp người tu sĩ rèn luyện tâm trí, loại bỏ những suy nghĩ và cảm xúc không lành mạnh. Qua việc thiền, họ có thể quan sát và nhận diện được những tâm tính xấu, từ đó biết cách chế ngự và loại bỏ chúng. Thiền không chỉ giúp tạo ra sự tĩnh lặng trong tâm trí mà còn giúp phát triển trí tuệ, giúp người tu sĩ hiểu rõ hơn về bản chất của cuộc sống và con đường dẫn đến giác ngộ. Trong quá trình tu hành, tự chế ngự bản thân là một trong những điều cốt lõi. Tự chế ngự không chỉ có nghĩa là kiểm soát những ham muốn vật chất, mà còn bao gồm cả việc kiểm soát những cảm xúc tiêu cực và suy nghĩ không lành mạnh. Một tu sĩ không biết tự chế ngự bản thân sẽ dễ dàng bị cuốn vào những cám dỗ của thế gian, và từ đó xa rời con đường giác ngộ. Chính vì vậy, tự chế ngự bản thân là điều không thể thiếu nếu muốn đạt được sự thanh tịnh và giải thoát. Không chỉ có vậy, người tu sĩ còn phải luôn tỉnh thức và giữ chánh niệm trong mọi hành động và suy nghĩ của mình. Chánh niệm giúp họ nhận thức rõ ràng về hiện tại, không để tâm trí bị lạc lối vào những suy nghĩ tiêu cực hoặc những ham muốn không lành mạnh. Khi tâm trí được giữ trong trạng thái chánh niệm, người tu sĩ sẽ dễ dàng nhận diện và loại bỏ những tâm uế trược, từ đó tiến gần hơn đến sự giác ngộ. Cuối cùng, người tu sĩ cần phải thực hành lòng từ bi và trí tuệ. Lòng từ bi giúp họ đối xử với mọi chúng sinh bằng tình yêu thương và sự đồng cảm, trong khi trí tuệ giúp họ hiểu rõ bản chất của cuộc sống và con đường dẫn đến giải thoát. Khi lòng từ bi và trí tuệ được phát triển đồng đều, người tu sĩ sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những tâm tính xấu và sẽ thực sự xứng đáng với chiếc áo cà sa mà họ đang mặc. Như bài kệ đã nói, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Một tu sĩ không biết tự chế ngự bản thân, không thực hành theo giáo lý của Đức Phật, thì không thể gọi là tu hành đúng nghĩa. Chiếc áo cà sa chỉ là một biểu tượng bên ngoài, và điều quan trọng hơn là hành động và tâm trí của người mặc nó. Nếu tâm chưa rời uế trược, người tu sĩ sẽ không xứng đáng với chiếc áo cà sa, và sự tu hành của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Khi hiểu rõ điều này, mỗi tu sĩ Phật giáo sẽ nhận ra rằng con đường tu hành không phải là việc dễ dàng. Đó là một hành trình dài và đầy thử thách, đòi hỏi sự tinh tấn, tự giác và lòng kiên trì. Nhưng chỉ khi vượt qua được những trở ngại này, họ mới thực sự đạt được sự thanh tịnh và xứng đáng với danh hiệu của một tu sĩ Phật giáo. Và khi đó, chiếc áo cà sa mà họ đang mặc sẽ trở thành biểu tượng của sự giải thoát và giác ngộ thực sự. Trong đạo Phật, áo cà sa là biểu tượng của sự từ bỏ, thanh tịnh và quyết tâm đi theo con đường tu hành. Chiếc áo này không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng của sự từ bỏ đời sống thế tục, gánh trên vai trách nhiệm tu tập để đạt đến sự giải thoát. Tuy nhiên, bài kệ, ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa, lại mang đến một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những ai mặc chiếc áo này nhưng chưa thực sự tu tâm dưỡng tính. Đó là một lời nhắc nhở rằng chỉ khi nào tâm được thanh lọc khỏi các tham dục, sân hận và si mê, người tu hành mới thực sự xứng đáng với áo cà sa. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc tự chế ngự bản thân và sự quan trọng của việc thực hành giới luật trong quá trình tu hành của một tu sĩ Phật giáo. Trước tiên, chúng ta cần hiểu rằng, tự chế, ở đây không chỉ đơn thuần là việc kiểm soát các hành động và lời nói, mà còn là sự kiểm soát tâm trí và cảm xúc bên trong. Một người có thể mặc áo cà sa, có thể tuân theo các quy tắc của chùa, nhưng nếu tâm còn uế trược, còn chứa đầy tham lam, giận dữ hay vô minh, thì chiếc áo đó chỉ mang ý nghĩa bề ngoài. Điều mà bài kệ muốn nhấn mạnh là sự tự chế không phải là một hành động bề ngoài mà phải xuất phát từ sự rèn luyện bên trong tâm hồn. Trong giáo lý của Đức Phật, tâm uế trược chính là nguồn gốc của mọi đau khổ. Khi tâm còn bị ô nhiễm bởi tham, sân, si, mọi hành động và suy nghĩ của chúng ta sẽ bị dẫn dắt bởi những cảm xúc tiêu cực này. Tham là sự ham muốn quá mức, không chỉ về vật chất mà còn về danh vọng, quyền lực, hay thậm chí là sự công nhận từ người khác. Sân là sự giận dữ, thù hận, và những cảm xúc tiêu cực đối với người khác hoặc hoàn cảnh. Si là sự mù quáng, không hiểu rõ bản chất của cuộc sống và luôn bị lạc lối trong vô minh. Những yếu tố này tạo ra một tâm trí uế trược, khiến chúng ta hành động theo cách không đúng đắn và gây ra nhiều khổ đau cho bản thân và người khác.
Đối với một tu sĩ Phật giáo, việc mặc áo cà sa đòi hỏi một trách nhiệm lớn lao. Đó không chỉ là việc tuân thủ các quy tắc về hình thức, mà còn là việc rèn luyện nội tâm để loại bỏ những tâm tính xấu. Nếu không thể chế ngự được bản thân, nếu còn để tham dục và giận dữ dẫn dắt, thì người đó không xứng đáng với áo cà sa. Đây là một lời cảnh tỉnh quan trọng, bởi nhiều người khi bước vào con đường tu hành có thể nghĩ rằng việc mặc áo cà sa là đủ để được coi là một người tu hành đúng nghĩa. Tuy nhiên, Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng tu hành không chỉ là việc tuân theo hình thức bề ngoài mà còn là việc tu dưỡng tâm hồn, loại bỏ những cảm xúc tiêu cực và phát triển lòng từ bi, trí tuệ. Giới luật là một phần không thể thiếu trong quá trình tu hành. Đối với một tu sĩ Phật giáo, việc tuân thủ giới luật không chỉ là để tránh các hành động sai trái, mà còn là cách để rèn luyện tâm trí. Giới luật giúp người tu hành kiểm soát được những ham muốn và cám dỗ từ cuộc sống. Nó giúp họ giữ vững được sự thanh tịnh trong tâm hồn và tránh xa các hành động gây hại. Tuy nhiên, chỉ tuân theo giới luật một cách máy móc không đủ. Nếu một tu sĩ chỉ tuân theo giới luật mà không thực sự hiểu và áp dụng chúng để rèn luyện nội tâm, thì việc tu hành đó sẽ trở nên vô nghĩa. Một ví dụ điển hình về sự tự chế ngự trong Phật giáo là việc thực hành thiền định. Thiền không chỉ giúp người tu hành thư giãn mà còn là công cụ mạnh mẽ để họ kiểm soát tâm trí, loại bỏ các suy nghĩ tiêu cực và phát triển lòng từ bi, trí tuệ. Khi ngồi thiền, người tu hành tập trung vào hơi thở, vào hiện tại và không để cho những suy nghĩ vẩn vơ hay những cảm xúc tiêu cực chi phối. Đây chính là cách để họ rèn luyện sự tự chế ngự bản thân. Dần dần, qua quá trình thiền định, người tu hành sẽ học cách kiểm soát được tâm trí, không để tham, sân, si làm chủ. Khi đó, họ mới thực sự trở nên xứng đáng với chiếc áo cà sa mà họ đang mặc. Cũng trong quá trình tu hành, lòng từ bi là một yếu tố quan trọng. Một tu sĩ không chỉ cần rèn luyện bản thân mà còn phải phát triển lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Lòng từ bi giúp họ tránh được những suy nghĩ và hành động gây hại cho người khác. Đức Phật đã dạy rằng khi tâm trí được thanh tịnh, lòng từ bi sẽ tự nhiên phát sinh. Đây chính là dấu hiệu của một người tu hành thực sự, một người đã loại bỏ được tâm uế trược và đạt được sự thanh tịnh trong tâm hồn. Sự tự chế ngự không chỉ là việc kiểm soát những ham muốn bên ngoài mà còn là việc kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ bên trong. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự cố gắng không ngừng nghỉ. Một người tu sĩ không thể chỉ dựa vào áo cà sa để chứng tỏ mình là người tu hành đúng nghĩa. Thay vào đó, họ phải chứng tỏ điều đó qua hành động, qua việc tu dưỡng tâm trí và loại bỏ những tâm tính xấu. Trong cuộc sống hiện đại, khi cám dỗ và áp lực từ thế giới bên ngoài ngày càng lớn, việc tự chế ngự bản thân trở nên càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, đó cũng chính là lý do tại sao việc rèn luyện tâm trí và tu dưỡng nội tâm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Người tu hành không chỉ đối diện với những cám dỗ từ bên ngoài mà còn phải đối diện với những thử thách từ bên trong tâm hồn mình. Để vượt qua những thử thách này, họ cần phải kiên nhẫn, cần sự quyết tâm và sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của cuộc sống. Cuối cùng, bài kệ, ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa, nhắc nhở rằng chiếc áo cà sa không chỉ là biểu tượng bề ngoài của sự tu hành. Nó là lời nhắc nhở người tu sĩ phải không ngừng rèn luyện bản thân, loại bỏ những tâm tính xấu, và phát triển lòng từ bi, trí tuệ. Chỉ khi làm được điều đó, họ mới thực sự xứng đáng với chiếc áo mà họ đang mặc và mới có thể tiến xa hơn trên con đường giác ngộ. Trong đạo Phật, áo cà sa là biểu tượng cao quý, là tấm áo tượng trưng cho sự từ bỏ thế gian, một lời cam kết sâu sắc về việc bước vào con đường tu hành với mục tiêu cuối cùng là giác ngộ. Tuy nhiên, bài kệ, ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa, nhắc nhở chúng ta rằng mặc áo cà sa không phải là điều đơn giản. Đó không chỉ là việc khoác lên người một bộ y phục tu hành, mà còn là sự cam kết trong việc loại bỏ những tâm tính xấu, thực hành giới luật và nuôi dưỡng trí tuệ để xứng đáng với vai trò của một tu sĩ Phật giáo. Một tu sĩ không chỉ khác biệt với người thường về mặt hình thức qua áo cà sa, mà còn phải khác biệt về mặt tâm hồn. Điều này yêu cầu một quá trình tu tập nghiêm túc, một sự tự chế ngự và kiểm soát bản thân. Nếu tâm còn uế trược, chứa đầy tham, sân, si, một người tu hành không thể gọi là đang đi trên con đường giác ngộ. Những tinh xấu ấy giống như những vết đen trên tấm áo cà sa, làm ô uế và khiến cho ý nghĩa cao quý của bộ y phục tu hành bị lu mờ.
Việc khéo lập tâm trí để không bị mưa tham dục xâm nhập, cũng tương tự như việc bảo vệ bản thân trước sự cám dỗ và những cảm xúc tiêu cực. Khi chúng ta để tâm mình bị che phủ bởi những uế trực như lòng tham, sân hận hay si mê, chúng ta sẽ không thể đi sâu vào sự tỉnh thức và giác ngộ mà Đức Phật đã dạy. Thay vào đó, chúng ta sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoáy của khổ đau và lầm lỗi. Do đó, bước đầu tiên để tu hành là loại bỏ những cảm xúc tiêu cực ấy, và điều này cần phải bắt đầu từ ý thức và tâm trí. Tâm uế trực là những suy nghĩ xấu, hành động sai trái, những cảm xúc tiêu cực làm ô nhiễm tâm hồn. Một tu sĩ nếu không biết tự chế ngự bản thân, không thực hành giới luật, và không biết đối trị với những tâm lý xấu này sẽ không thể nào đạt được sự thanh tịnh trong tâm trí. Đạo Phật dạy rằng, con đường tu hành không chỉ là con đường về hình thức mà chính là sự tu tập từ bên trong. Một người có thể mặc áo cà sa, có thể sống trong chùa, nhưng nếu không thật sự thực hành việc rèn luyện tâm hồn thì điều đó chỉ là một vỏ bọc, một biểu hiện hình thức mà không có giá trị thực. Để thực hành tu hành đúng đắn, trước tiên cần phải hiểu rõ những tâm uế trực là gì và làm thế nào để vượt qua chúng. Ba nguồn gốc chính của tâm uế trực là tham, sân, và si. Tham là sự ham muốn không ngừng, sự khao khát tích lũy và chiếm hữu. Sân là sự giận dữ, hận thù, và oán ghét. Si là sự vô minh, không hiểu rõ chân lý của cuộc sống và sự dính mắc vào những ảo tưởng. Đây là ba yếu tố chủ đạo khiến cho tâm trí chúng ta trở nên ô nhiễm và không thể đạt được sự thanh tịnh. Một tu sĩ Phật giáo phải hiểu rõ về các yếu tố này và biết cách kiểm soát chúng. Thực hành tu hành không chỉ là việc đọc kinh, niệm Phật, hay tham gia các nghi lễ tôn giáo. Quan trọng hơn, đó là việc rèn luyện nội tâm, làm sao để từng ngày loại bỏ những tâm tính xấu và phát triển những đức tính tốt. Một tâm hồn trong sạch, không bị tham, sân, si làm vẩn đục, mới thực sự xứng đáng với áo cà sa. Đó là lý do tại sao bài kệ này nhấn mạnh, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Tự chế ngự bản thân là một phần không thể thiếu trong quá trình tu hành. Nếu một tu sĩ không thể tự kiểm soát bản thân, không thể vượt qua những cám dỗ và những ham muốn đời thường, họ sẽ dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của thế tục và từ bỏ con đường giác ngộ. Chế ngự ở đây không chỉ dừng lại ở việc kiềm chế hành động, mà còn là việc kiểm soát tâm trí, không để những cảm xúc tiêu cực chi phối. Đức Phật dạy rằng, tâm trí là nguồn gốc của mọi hành động. Nếu tâm trí không trong sạch, thì dù hành động có vẻ ngoài là thiện cũng không mang lại kết quả tốt. Chính vì vậy, tu hành là quá trình rèn luyện và thanh lọc tâm trí. Một người tu hành phải luôn nhớ rằng, mỗi suy nghĩ, mỗi hành động đều có ảnh hưởng lớn đến tương lai và đến sự tu tập của mình. Tâm trí không chỉ cần thanh tịnh, mà còn cần phải được nuôi dưỡng bằng những suy nghĩ tốt đẹp, lòng từ bi, và sự hiểu biết. Đây chính là nền tảng giúp cho người tu sĩ có thể đi sâu hơn vào con đường giác ngộ, và cũng là cách giúp họ xứng đáng với bộ áo cà sa mình đang mặc. Một khía cạnh khác của việc tu hành đúng đắn là sự thực hành. Đức Phật không chỉ dạy chúng ta về lý thuyết, mà còn cung cấp những phương pháp thực hành cụ thể để đạt được sự giải thoát. Một tu sĩ cần phải thực hành giới, giữ gìn đạo đức định, thiền định để kiểm soát tâm trí, và tuệ phát triển trí tuệ để nhận thức rõ ràng về chân lý. Sự thực hành này không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, với những người tu sĩ khác, và với tất cả chúng sinh. Trong quá trình tu hành, không thể tránh khỏi những khó khăn và thử thách. Nhưng đó chính là lúc mà một tu sĩ cần phải thể hiện lòng kiên nhẫn và sự kiên định của mình. Bỏ qua những trở ngại và tiếp tục con đường tu tập là cách duy nhất để một người tu hành có thể tiến bộ và đạt đến sự giải thoát. Hành trình này có thể dài và gian nan, nhưng kết quả cuối cùng là sự thanh tịnh và hạnh phúc vô biên. Cuối cùng, bài kệ, ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa, nhắc nhở tất cả những ai đang tu hành rằng, không phải ai khoác áo cà sa cũng là tu sĩ chân chính. Chỉ khi tâm trí trong sạch, không còn bị uế trực che phủ, và bản thân thực sự thực hành giới luật, một tu sĩ mới thực sự xứng đáng với danh hiệu và trách nhiệm mà họ đang mang. Đây không chỉ là một lời nhắc nhở đối với tu sĩ Phật giáo, mà còn là bài học cho tất cả chúng ta về việc rèn luyện bản thân, làm chủ tâm trí và sống một cuộc đời đạo đức. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, vai trò của một tu sĩ Phật giáo không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn bản thân thanh tịnh mà còn phải đối mặt với những thách thức lớn lao trong việc duy trì con đường tu hành. Câu kệ, ai mặc áo cà sa,
tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa, nhắc nhở chúng ta rằng chiếc áo cà sa, biểu tượng của sự thanh tịnh và giải thoát, không chỉ là một hình thức bên ngoài. Nếu tâm hồn vẫn còn chứa đựng những điều uế trược, không tự giác chế ngự bản thân, thì dù có mặc chiếc áo cà sa, tu sĩ cũng không xứng đáng với nó. Áo cà sa là y phục của một tu sĩ Phật giáo, mang ý nghĩa sâu sắc về sự từ bỏ đời sống thế tục và sự cống hiến cho con đường tu tập. Người mặc chiếc áo cà sa phải đạt đến sự thanh tịnh trong tâm hồn và xa lìa những thói xấu như tham, sân, si. Nếu không thể vượt qua những điều này, chiếc áo cà sa sẽ chỉ còn là một mảnh vải, không đại diện cho ý nghĩa tinh thần cao quý mà nó mang lại. Chính vì vậy, bài kệ này nhấn mạnh rằng việc tu hành không chỉ là việc rời bỏ thế gian vật chất, mà là một hành trình vượt qua những cám dỗ nội tại của bản thân. Trong xã hội hiện đại, với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, kinh tế và các giá trị vật chất, một tu sĩ phải đối diện với những cám dỗ vô hình từ mọi phía. Những người mặc áo cà sa không còn chỉ sống trong sự cô lập của các tu viện, mà còn tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, nơi những giá trị tinh thần dần bị che khuất bởi những mục tiêu vật chất. Do đó, trách nhiệm của một tu sĩ trong việc duy trì sự thanh tịnh của tâm hồn và tự giác chế ngự bản thân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Công việc của một tu sĩ không chỉ là việc thực hành các nghi lễ tôn giáo hay giảng dạy giáo lý cho các Phật tử. Một tu sĩ thực sự phải là người mẫu mực trong việc áp dụng các nguyên lý Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày, thông qua sự tự giác chế ngự bản thân và rèn luyện tâm trí. Trong xã hội hiện đại, khi những giá trị thế tục như tiền bạc, quyền lực và danh tiếng trở nên ngày càng quan trọng, việc giữ cho tâm hồn trong sạch, không bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ đó, là một thách thức lớn đối với các tu sĩ. Một tu sĩ mặc áo cà sa phải luôn nhớ rằng họ đang đại diện cho giáo pháp của Đức Phật, và mọi hành động, lời nói và suy nghĩ của họ đều phản ánh tấm gương cho người khác noi theo. Nếu tâm hồn của họ vẫn còn chứa đựng những thói xấu như tham lam, hận thù, và si mê, thì họ không xứng đáng với chiếc áo cà sa mà họ đang khoác trên mình. Việc mặc áo cà sa không phải là một biểu hiện của quyền lực hay địa vị, mà là sự cam kết tuyệt đối với con đường tu hành, một hành trình để vượt qua những thói quen xấu, phát triển trí tuệ và lòng từ bi. Một trong những thách thức lớn nhất mà các tu sĩ phải đối mặt trong xã hội hiện đại là sự xung đột giữa các giá trị tinh thần và vật chất. Trong một thế giới mà sự thành công thường được đo bằng những yếu tố như tiền bạc, quyền lực và sự nổi tiếng, các tu sĩ phải kiên định với con đường tu hành của mình, không để những giá trị thế tục làm lu mờ mục tiêu chính là sự giải thoát tâm linh. Việc giữ gìn sự thanh tịnh của tâm hồn và rèn luyện sự tự giác chế ngự bản thân đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự tinh tấn và lòng quyết tâm mạnh mẽ. Các tu sĩ cần phải thực hành thường xuyên thiền định và chánh niệm để giữ cho tâm trí trong sạch và tránh xa những cám dỗ của thế gian. Thiền định giúp họ quan sát tâm mình, nhận diện những cảm xúc tiêu cực và loại bỏ chúng một cách tỉnh thức. Chánh niệm giúp họ duy trì sự nhận biết về mọi hành động và suy nghĩ của mình, từ đó tránh xa những hành động sai trái và duy trì sự thanh tịnh trong tâm hồn. Nhưng điều này không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát bản thân. Một tu sĩ Phật giáo còn phải làm gương cho người khác thông qua hành động của mình. Họ phải sống đúng với những giá trị mà họ giảng dạy, từ đó truyền cảm hứng cho người khác trong việc theo đuổi con đường tu hành. Khi một tu sĩ thực hành đúng cách, họ trở thành nguồn sáng cho những người xung quanh, giúp họ hiểu được rằng con đường tu hành không chỉ là về việc từ bỏ vật chất, mà còn là về việc tu tập nội tâm, rèn luyện tâm hồn để vượt qua những tham vọng và cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, việc thực hành trong xã hội hiện đại cũng đòi hỏi sự linh hoạt và thích ứng. Các tu sĩ cần hiểu rằng họ không thể hoàn toàn tách rời khỏi xã hội, mà phải tiếp tục tương tác và đóng góp cho cộng đồng. Sự tương tác này không chỉ giúp họ hiểu rõ hơn về những thách thức mà con người phải đối mặt, mà còn giúp họ tìm ra cách để áp dụng giáo lý Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày một cách hiệu quả hơn. Các tu sĩ cũng cần nhận ra rằng họ không thể thực hành một cách đơn độc. Sự hỗ trợ từ cộng đồng và sự gắn kết với những người cùng chí hướng là yếu tố quan trọng trong việc duy trì động lực và sự quyết tâm trên con đường tu hành. Cộng đồng tu hành, dù là trong một ngôi chùa nhỏ hay một tổ chức Phật giáo lớn, đều là nơi để các tu sĩ chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển trên con đường tu hành. Cuối cùng, việc mặc áo cà sa không phải là điều mà ai cũng có thể làm. Nó đòi hỏi sự cam kết tuyệt đối với con đường tu tập, và quan trọng hơn, đòi hỏi sự quyết tâm rèn luyện nội tâm để loại bỏ những tâm tính xấu.
Một tu sĩ chỉ xứng đáng với chiếc áo cà sa khi họ đã làm sạch tâm trí, vượt qua những cám dỗ của thế gian và trở thành một tấm gương sáng cho những người khác noi theo. Những người mặc áo cà sa phải hiểu rằng chiếc áo này không chỉ là một biểu tượng tôn giáo, mà còn là một trách nhiệm lớn lao. Nếu tâm họ chưa rời uế trược, nếu họ không tự giác chế ngự bản thân, thì họ không xứng đáng với danh hiệu tu sĩ Phật giáo. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng việc tu hành không chỉ là về hình thức bên ngoài, mà là về sự rèn luyện tâm hồn, và chỉ khi chúng ta đạt được sự thanh tịnh trong tâm trí, chúng ta mới thực sự đạt được sự giải thoát và trở thành những tu sĩ chân chính. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp cú bài kệ số 9 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 10 phẩm song yếu.